Cho nó dùng viên. Có trả lời đủ hết chưa? Còn còn đúng rồi. Còn ai chưa chưa trả lời đó tự nói đi. Đúng. Rồi, mọi người đi, mọi người nói từng lần được từ từ nha. Thấy có trước rồi chưa? Sao chút cũng khó hả? Khó hả? Có cái gì mà khó hả? Không có gì khó đâu. Thì mũi chân đế gì có khó không biết nữa. Sống trong pháp, chết vùi trong pháp, đừng có ly pháp, hãy là y pháp bất y nhân. Em hả? Tới cái việc kinh nghiệm mình á, vận dụng sự thấy biết á,
Yeah, cái chân đế á, nói thôi. Có gì đâu, việc khó khăn lắm. Cái gì cũng có hết trơn á, gì cũng có pháp chẳng hết trơn á. Nhiều khi trả lời tôi cố gắng tu tập từng chút để đi trên con đường giác ngộ, sẽ khỏi trả lời vậy. Vậy mấy câu đó đi cụ thể, chịu cụ thể. Tôi biết được cái gì tác mô rồi. Rồi lận đừng quá xíu nữa, hay ai cũng xíu hoài trơn. Âm thịnh dương si đó. Mấy dương chết rồi hết. Ngày ngựa suy nghĩ nha, để một xíu sự thấy biết thì nhớ phải chân đế đó. Ngày ngựa đã làm gì thì từng bước đi cho con đường giác ngộ giải thoát thì trí tuệ Đức Phật đó. Mình trả lời là ngựa không em hòa giặc nữa. Có chưa cử nhân ngữ quan thường ấy nó gửi là tới ví dụ như giờ 60 phút hết rồi, 59 gì đó thì nó gửi là vậy đó, nó đâu có sửa được đâu, đi địa ngục luôn. Tội tội vì cái đời trước đó là đâu không có dự giới, đời này vô hội chúng sợ lắm, sợ hãi không dám lên tiếng. Ừ, nói mời. Ừ. Hù bớt bớt hai hàng lại rơi được đó là ứng dụng được vào trong các mối quan hệ tình cảm hay là hả nhìn hả xóm nhau sẽ được nhiều, nói nhiều trước ha. Rồi được, ok, tiếp xíu xíu tiếp. Nhìn quyết định không ai giống nhìn ngốc đi nhìn tôi đừng chọn đừng nhìn tới tôi nghe, đừng nhìn tới tôi nghe khổ tâm vậy đó. Mà là
chứ em lợn phải gì chứ, tại sao em lợn lại không như vậy chứ? Mình hết vọng, hết vọng nhiều lần đó, mình hết còn vọng luôn, bất vọng. Nhưng mà sau này lúc bé cái nào đáng, có những người xứng đáng được đầu tư.
thì mình sẽ lấy cái đó để mình cho cái người xứng đáng. Lấy nổi trời nhất không không nhận lấy nổi và cảm thấy khi mình nghĩ về cái mình cảm thấy khó hơn gì hơn lấy lợi rồi đâu còn gì nữa đâu mà khó. Mình đồng hành với bệnh sự công bằng không bằng luôn, mình nhìn rõ ràng là tại vì chị đã đọc như vậy em không lấy chị lấy lợi em cũng thèm chị nữa không thèm nên chị đi chỗ khác. Con đường giải thoát đâu chưa tôi
cũng như là cái thứ đi vô con đường giải thoát. Nãy giờ nó còn thế tục lắm, còn thế tục lắm. Giống như mọi người bình thường được cái sự đồng hành giúp đỡ, rồi vượt qua mấy cái chướng ngại đời thường của mình hết, rồi có cuộc sống an vui. Mà quý vị như vậy đó là quý vị rớt hết về làng mai à, không vô làng tỉnh thức được đâu. Tại vì vô làng tỉnh thức ta đi đường giác ngộ mà. Trả lời cho Julie như kiềm chế được cái tâm sân nè, kiềm chế được cái suy nghĩ tác ý xấu à, hiện lên đi gặp một cái việc không có việc ý à, thì được. Nhưng mà mình từ từ có mình nó tốt hơn, mình có kiềm chế hoặc là mình chuyển hóa nha. Mình kiềm chế tức là nó vẫn còn mình đó, chuyển hóa nó mới mất đi được, nhớ nha. Nhưng mà mình nói á là kiềm chế thì kiềm chế thiệt, mình nói là chuyển hóa là phải chuyển hóa thiệt, chứ đừng có cái vụ mà kiềm muốn chết mà nói chuyển hóa không nha, là chuyển tới chết luôn cũng không có hóa được nữa, là hóa sanh về ngạ quỷ. Cười quá à, mình từ từ mình chuyển đổi thì con đường giác ngộ có gì đâu. Nãy giờ chưa nghe, bây giờ chưa nghe gì cả. Trên giờ chỉ toàn nói đại thương không hả, chưa trước có thấy con đường giác ngộ đó. Muốn đi sâu hơn, quý vị phải đi sâu hơn, quý vị phải đi sâu hơn. Tần tất cả những cái quý vị đã thấy đó phải lên một bước nữa, lên một bước, đừng dừng lại đó, dừng lại đó phải học hết lắm, uổng cuộc đời này lắm, đi sâu hơn. Đi sâu hơn. Ví dụ hồi trước tôi đồng hành với con bò, tôi rất là tiếc là không có cho nó được nhiều cái pháp siêu thế. Vì vậy đó mà trên cái con đường về lâu về dài nữa để mà nó vun bồi tất cả những điều đó là rất khó, là khó. Đời này được bao nhiêu đó, đời sau tụt sắp hơn, không có xa hơn được, hiểu không? Rút cái kinh nghiệm đó, đó là nhờ tôi đọc, nhờ tôi học, nhờ tôi nghe, sự thấy biết và ghi nhớ ở giữa pháp chân đế. Cho nên đến thời của quý vị phải hy sinh đời nó củng cố đời tôi bay. Đến đời của quý vị còn đó phải học nhiều lắm. Quý vị thấy khác không? Nhất là cái vị mà ngồi thời đó, hồi xưa học ít lắm, hồi xưa học ít lắm, bây giờ không? Phải học. Vì sao vậy? Ừ, hồi xưa không để tiếp tục đó, giống như nãy giờ quý vị chia sẻ vậy đó, giống để tiếp tục. Không, ta còn phải đi xa hơn, làm chuyện tiếp tục, gặp tiếp tục một vài lần rồi mất. Hồi chúng đi đó với nhau được xa là nhờ có chung một con đường, chung một đích đến, con đường giác ngộ thì mới chung được. Còn không thôi đường nó để đi thì mình đi không gặp nhau được đâu. Thuần lên bờ xuống ruộng gì đó thì cũng không cơ hội gặp nhau, dù đó là người thân trong gia đình cũng không có cơ hội gặp nhau. Bởi vì đó cho nên phải chuyển đổi cái tình thương. Hồi xưa mình thương, mình muốn cái này tốt, muốn cái kia tốt cho cái người thương của mình khi mà mình đồng hành. Nhưng cái đó nó thuyết tục lắm, cái đó không có đi với mình được. Mình học, mình nhớ, mình biết, mình thấy ra nó không phải là cái ích lợi tốn hậu cho cái người mình thương. Phải thay đổi, sửa, lặp lại, làm tốt hơn,
là ứng dụng cái thấy, cái biết, cái ghi nhớ của mình vào trên đấy để mà đi trên con đường giác ngộ đăng ký trời của Đức Phật. Cho nên rất là quý vị học rất nhiều là như vậy, hiểu chưa? Vậy là chưa hiểu đó. Không, nó phải muốn chút đó. Tôi đang ví dụ tôi mà. Vậy đó, chứ gì gọi chứ đâu có gì hiểu rồi. Gì không hiểu rồi. Cho nên chính vì cái điều đó nó mới dẫn đến cái chuyện gì? Tôi phải cố gắng tôi học. Chứ cái hành nguyện của tôi để tôi mới làm được. Tôi không học sao tôi làm được cái chuyện đó? Mà cái chuyện mà tôi học cho đạt được cái hành nguyện của tôi đó là giúp cho tôi đi được trên con đường giải thoát và trí tuệ Đức Phật bằng ba loại tự văn tự tư. Tới này hiểu chưa? Ồ, tới này hiểu rồi ha. Mình dính, dính vô cuộc đời của mình, dính vô cuộc đời của mình. Cho nên các mà tôi nói với quý vị vậy đó, cái người mà quý vị thương nhất á thì quý vị phải cho cái tốt nhất. Đừng bao giờ mình nói cái này cái người mình thương nhất mà mình lấy người dễ gắt cho nó bận, lấy cơm chó ăn cho nó ăn, lấy giày gai cho nó đậu cho nó đeo, chứ không có phải mình thương đâu. Nó mình không có thương đó là cái mà tôi kinh nghiệm ra. Khi mà tôi học, tôi biết, tôi thấy bằng trí tuệ Đức Phật. Trước mình nói mình thương, mình làm gì tào lao, lao, lao. Không ích lợi gì hết, không ích lợi gì cái gì. Hiểu không? Xu xu, xu xu như trang nó thăm. Đó là cái điều rất là quan hỷ, rất là vui. Giống nãy mình cái tiếng hạnh phúc gia đình, chị của Trương có chia sẻ những cái gì có được cái sự hình tượng, có được sự thay đổi, liệt kê ra rất rõ ràng, rất là quan hệ. Cái sự sửa đổi được cái một cái người điều nó quý lắm, quý tại vì mình không có biết được điều cái vị đó là chánh đẳng chánh giác đó. Trên cái con đường đi không biết được điều gì, điều gì tốt ghét lại. Rồi có ai nữa không? Ai khác nữa không? Rồi quý vị online chuẩn bị nha. Được, được này mất kia. Tức chết vậy đó. Tức chết. Mà nói ăn chuyện nghe độ khó thì giọt lắm. Chứ em không chịu ăn. Em nói độ thì tốn ăn không ạ? Mà giờ không ăn không. Cái em nói thôi tốn ăn một cái đi. Tốn ăn là cha chơi nhớ bớt được. Đi dạy cái cuộc đời. Ca nguyện liệt. Mà em nói người ta cũng độ nhiều rồi. Mày ăn. Khó lắm.
quen ăn uống là đã vậy rồi, cứ ra đồng dọc con gà bắt con cá à. Vậy đó, cho nên khó lắm rồi đó, người ta đâu có quen ăn cái chuyện mà ăn chay tịnh đâu, cho nên ăn chay đâu được, cũng đâu có cái tập quán ăn đó đâu. Cái gì đó là mình tập từ từ á, tập từ từ để mà tới nữa mình có về giường á, rồi mình né được mấy cái đó. Khổ lắm, cái gọi là cái tiền nghiệp á. Được cái đó ha. Được cái phút đó. Cho nên nó mình nhìn tất cả những cái đó mà mình thấy được. Nếu mà mình đi trên cái con đường này không phải là chuyện dễ dàng. Những cái chuyện mình thấy rất là dễ vậy đó mà người ta không làm được. Vậy đó mình mới thấy cái sự quý giá, cái sự khó khăn, cái dễ đó. Ngồi với quý vị online chia sẻ coi. Bò. Chị bò, chị bò à, với một xíu sự thấy biết và ghi nhớ về các chân đế đó, chị bò đã làm gì để từng bước đi trên con đường giác ngộ giải thoát của chị tỷ Đức Phật đó? À, bò ngủ rồi. Ủa, còn ai thức không vậy trời? Em còn thức, em đang ngủ. Mình nghĩ vậy đi, cho có sự tốt lành. Chưa thôi, chút xíu lên tỏ. Yêu mà em làm. À ok, còn thức à. Để bò nhắn. Rồi là với sự hiểu biết đó thì nhớ đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên đưa bó heo, mặt con heo thấy gớm lên vậy. Con heo màu hồng cánh sen gớm nước mắt. Gớm nước mắt. Chiến màu đỏ thì chiến heo đỏ thì con ơi phải không? Thì đã lựa cái màu nền trung tâm là cái màu đỏ rồi, con thấy không? Nó đã ngược với cái mạng của thầy rồi, con biết không? Tặng người cho con tụi bay mạnh mẽ lên một xíu. Đầu tiên là tiền đâu? Dạo gần đây con có một cái sự suy ngẫm nhiều hơn về cái sự học của mình. Khi mà mình thấy là khi mà mình học xong mình quên hoài. Cái mình học xong mình không có được thành được. Quá cái buổi sáng cái mình quên luôn cái mình suy nghĩ qua. Đúng rồi. Không, cái đó sự thật. Nhưng mà nhờ bạn đó là mình mới đi tìm cái hướng mà mình giải quyết cái chuyện đó. Chứ bằng cái cách là mình biết là mình dễ quên vào buổi học, mình nghĩ cái gì mình hiểu đó. Nhưng mà qua ngày hôm sau mình sẽ quên. Nên là mình ghi bài, mình ghi cho nó cẩn thận, nó chi tiết. Và cái thứ hai đó là khi mình ghi chép xong thì mình phải, những cái môn nào mà nó có chi pháp thì con làm cái sơ đồ tư duy để mà con hệ thống nó lại, để mà ý nghĩa là để con học mình như là thứ hai là để những người nào mà họ có cái tư duy mà con ấy, học cũng học chung luôn. Thế thì mình cũng vừa có phước ở cái mạng đó, nhưng mà không gạt thì nó hơi dị trẻ một xíu do là chưa có sắp xếp được thời gian làm cái mạng đó, nên là mình
là sắp tới con nghĩ là con phải dành thời gian cho các bạn đó nhiều hơn. Cái thứ ba là nghe được những cái clip về pháp thoại ở trên Facebook, về mấy cái trang mà Phật giáo Nam Tông mà con like á, rồi thầy share về. Thì chưa đi học về đó, thấy ngồi nghe xíu xíu xíu. Thì nghe vừa học cái đầu tiên là mình học cái chi pháp ở trong đó, cái thứ hai là mình học cái băng chương, cái cách mà người ta băng. Chưa này nghe sư sáng nhiên thuyết về một cái bài mà con học được một câu rất là hay. Là câu gì đó? Thiệt là hay. Trời ơi. Cái cậu nó nói mừng. Không, mấy cái nói câu đó là mặt cũng xuống dưới chân chào. Câu này hay lắm. Là ngũ vô kiều quả năng du khách, sắc bất ba đạo dị nhân. Định nhân. Nghe cái clip của sư sáng nghiêng nói về cái thế mạnh của em và tiếng khóc nãy đó, nó không biết là ai sẽ một cái đó. Thì mới nghe được có một chút à. Đó thì coi đi mà mình cài cho nghe đi, cái clip đó hay lắm. Tại vì con nghĩ là cái văn chương nó rất là quan trọng luôn. Bởi vì khi mà mình nói với người khác nghe là mình xài văn, mình dạy học mình cũng xài văn. Cho nên là cái văn của mình nó phải rất là chỉnh chu, mà nó phải rất là dồi dào cái ngôn từ để mình diễn đạt cái vấn đề là nó dễ hiểu nhất có thể. Nên là con dành thời gian cho nhiều cho văn chương hơn. Cái đó đối với người đạo văn thì cần, nhưng đối với những người đầu đà thì cũng cần. Đầu đà cũng được. Rồi, cái thứ hai là qua cái việc mà mình dễ quên á, cái sự của mình á, qua đó mình mới thấy được là mình nhìn vào những cái quả nghiệp của mình hiện tại, mình nhìn vào cái sự hiểu biết của mình, nhìn vào cái đầu óc của mình, nhìn vào cái hoàn cảnh gia đình của mình hiện tại, mình thấy được những cái quả nghiệp đó nó rất là bất thiện á, nó còn bất thiện nên là từ đó mình mới đi tìm cái thứ mà mình giải quyết như thế nào, đi khắc phục cái chuyện đó. Rồi mình nhờ vào đó là mình cũng có cái mình dựa vào để mình thiết kế cái đời sau của mình cho nó tốt hơn, để nó không có còn bị cái bất ổn như đời này nữa. Rồi cái thứ ba là tìm cho mình nhiều cái cơ hội và tìm cho mình nhiều cái cơ hội để mà mình cho người khác những cái điều mình biết. Tại vì con chưa có tận dụng được cái môi trường trường học con đang học hiện tại để mà con cho những cái điều con đang học, nên là đây con mới để ý bạn xung quanh xem là bạn nào mà họ có sự đặc biệt nhất định thì con mới trò chuyện với họ để con tìm hiểu về cái sự hứng thú của họ. Từ đó con chia sẻ còn những điều mình đang biết, mình đang học hiện tại để họ có một cơ hội để mà họ biết nhiều hơn. Nhưng mà có duyên thì có thể là biết nhiều để cảm được cái tích pháp thì đó thì con nghĩ là điều rất là tốt. Rồi cái thứ tư là tìm hiểu thêm về giáo dục. Nhờ con dạy với lớp tiểu học nên là con mới tìm hiểu thêm về cái cách thức mà dạy tụi nó cho nó tốt quá, dạy cho nó có cái sự tiếp thu dễ dàng. Con mới tìm đến những cái phương pháp giáo dục trên thế giới, con đọc những cuốn giáo dục. Rồi bên cạnh đó tìm hiểu thêm về cái phương pháp luận. Hôm trước thầy có đề, thầy có nhắc nhắc có khuyến khích con tìm về cái phương pháp luận của Descartes và ông Francis Bacon. Thì con về con có tìm và con đọc được một chút chút mà con chưa có đọc hết, là con chưa có tắt cái tắm đó. Con lại đến thì ngay cảnh con đọc mà con cũng chưa có đọc hết, thì con nghĩ là con nên tìm hiểu. Rồi cái thứ năm là giữ giới và nghỉ chế buổi tối. Thì nó sẽ thành thói quen, chứ nó chưa là sự thói quen thì không phải là điều nào cũng có, mà là điều nào mình phải tự nhắc hết mình mới nhớ, chứ nó chưa có thành một cái gọi là cái vô dụng, và tới giờ đó là mình tự làm vẫn đang tập. Rồi cái thứ sáu là mình không có còn trốn chạy với những cái sở thích bất thiện chưa tốt như hôm nay. Tại vì lúc trước đó là con có rất nhiều cái sở thích mà nó chưa tốt, ví dụ như là hát karaoke, thích đi chơi, thích đi vui ở đây đó.
là khi mà con học này nè thì con đầu con giảm cái đó lại là bằng cái cách là con kìm nén, tức là con nén cái đó ra, con không có tương tự những cái đó. Nhưng mà bây giờ thì khi mà con tới đây thì con mới nhìn lại cái những cái sở thích đó thì con mới thấy là con mới tự biết một mình là những cái đó nó có cái gì không tốt, có cái gì không tốt và tại sao mình không làm những cái đó. Và từ đó mình biết là vì sao không làm, mình mới quyết định không làm chứ không phải là mình chỉ nén thôi. Cái thứ bảy, cái tiếp theo là tập cái tánh tư duy tích cực để tránh rơi vào tà kiến. Có hai cái duyên pháp là sự thất ngôn, sự chánh kiến, và đi tìm cái giải pháp tốt nhất mà mình nghĩ ra được để mà mình giải quyết cái vấn đề này, để mình ghi lại để cái đường nhận giá đó. Thì con, tại vì con rất là dễ rơi vào tư duy tiêu cực đấy, con cứ nghĩ là nó tích cực rồi nhưng mà thật ra nó chỉ còn thỏa mãn cái tôi của mình thôi, nên là phải rất là chú ý các bạn đó, phải ghi nhận lại rất là kỹ càng về cái tư duy mình ở lên khi đó đi về mình hỏi lại để con thật sự nó đó chưa không. Rồi dần chuyển hóa được cái cảm xúc tiêu cực mình với những người xung quanh để hạn chế tối đa cái sự bất thiện mình ở lên nữa. Bằng điển hình với mẹ, con cũng có một vài cái bất đồng với mẹ. Lúc trước là cãi lộn như con bữa vậy đó, nhưng mà lần này thì con biết là mẹ con là người nhỏ, thích nói chuyện nhẹ nhàng, thoải mái, nên là con những cái vấn đề mà mẹ gặp phải trong gia đình đó, thì con nghĩ là con nên nói chuyện với mẹ con bằng một trong cái tình huống khác mà nó rất yên dịu hơn, nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là con nói một cách rất là dày đời, rất là sổ sàng. Xuân xả. Đó. Thì xuân xả. Đó là một số cái mà con nghĩ được. Con chưa có, vẫn còn nhiều cái mà mình biết làm được lắm. Có hai cái thứ ở trong cái phần của Thành Lộc á thì muốn nhắc thêm. Tại vì mấy cái thứ Thành Lộc nói nó vẫn là đầy thường, chưa dính như tới con đường giác ngộ. Một cái thứ nhất đó là nhớ thứ cần nhớ. Nãy tôi mới nói bên đó bên kia xong mới qua đây gặp liền. Mình biết cái não của mình á, ngày càng nó sẽ bị bỏ quà. Vậy á, thì cái thứ cần nhớ phải nhớ, thứ cần học phải học. Cái đó rất quan trọng. Những thứ không được phép quên, mình phải ghi nhớ những cái đó. Còn mấy cái thứ thiệt thế đời thường nó quên đi. Không, ví dụ Cần Thơ chỗ nào mà karaoke rẻ mà hay, quên đi. Nó không cần phải nhớ. Đó, sao có quyền list được nào, bây giờ biết lắm mà. Thấy chưa? Một thời mà đó nó đầy ở trong não vậy đó. Nó đầy ở trong não, nhớ mấy cái đó không à. Mấy cái cần nhớ đâu nhớ đâu, chi pháp nhớ gì nữa đâu. Đó, sao bán đồ rẻ mà đẹp nữa ha. Còn bao nhiêu nữa nó rồi hết luôn đi. Còn có một cái vấn đề khi mà con học hành ở trong trường á, thì khi con học cái môn lý môn quá môn toán thì nó có nhiều cái công thức tràn trề. Thì khi con học cái môn đó thì con cũng khởi lên cái suy nghĩ là những cái thứ này là những cái thứ mà nó không có đáng để mình nhớ. Ừ, nhớ xong thi thôi bỏ. Ờ đúng rồi, cái công thức đó là vậy. Vậy thi xong chưa? Chưa. Ừ, vậy thi xong đi nó. Vậy thì phải học bài để cho mình đưa một cái trí nhớ tạm thời để mình thi xong. Được, cái đó là được chưa? Phải xa hơn nữa, để xài cái đó sao? Cách tư duy đó mình phải học. Ừ, môn nào cũng cần phải có cách tư duy hết. Trời, lục đích không? If nếu như mà nó đi cái này thì chạy là cái vòng lập nào? Quy trình những cái dự án không? If L đó toàn là quy trình những cái dự án không vòng lập khai lệnh nha, trời y hệt không hiểu nghe kìa, ta chỉ cho kìa sau lưng, ta chỉ cho cách đừng có chán. Như
ví dụ như là kêu xe nó dễ, mình kêu xe hoặc mình muốn tiếp cho em á, thì sau khi em học xong mỗi khóa nó sẽ có cái kiểu gì em như hay lắm. Để đó lập trình rất là hay, nó rèn luyện cho mình cái tư duy hệ thống. Rồi y hệt như cái cách mà quý vị làm nghiên cứu thôi, đầu tiên là phải khai báo trước. Khai báo bí mật hiếm thì khỏi làm gì. Vậy thì quý vị phải chu toàn không? Rèn luyện tính cách đó. Ẩu tả như du không học đó được, đúng rồi. Tánh nết sao là ra vậy thôi. Môn đó thì mình nhìn thấy cái điểm hay của nó mình học. Cái điểm thứ nhất hồi nãy tôi nói đó ha, đó là nhớ thứ cần nhớ. Cái điểm thứ hai là trù bị con đường tục sinh cho mình. Cái đó quan trọng lắm nha. Mọi người toàn phải suy xét cái điều đó. Tâm niệm cái điều đó. Ăn uống ngủ nghỉ gì đó đá gì đó cũng phải nhớ con đường tục sinh của mình. Mình muốn đời sau mình như thế nào phải vẽ ra trong đầu của mình sẵn. Phải vẽ hẳn ra trong đầu của mình, chứ không thôi là để thành nó mất. Tới lúc cờ tử lâm chung là quên hết. Lò đào không là quên hết. Hai thứ thứ nhất à, thì khi mà Du nói đó, hai cái điểm đó là hai cái điểm mà giúp cho Du giải thoát giấc ngủ. Mấy cái nãy nói chỉ là cái kỹ thuật công cụ, chưa có tới. Xì bò số 1. Nếu trước kia đời nào mình biết giữ giới là như thế nào, thì có quá trình học ghi nhớ thọ giới, giữ thực hành theo những điều tốt đẹp. Nếu trước kia mình rải tâm từ trong sự vô minh và không có rải tâm từ luôn thì bây giờ biết rồi. Số 3, trong các cơ sở với mọi người, thật sự là trước kia lúc nào cũng sợ nói cái này người ta giận mình, nói cái này người ta sẽ không chơi với mình nữa. Còn bây giờ mình tôn trọng sự thật để cái mình luôn ưu tiên. Người ta hỏi kìa, tiếng nói dư luận kìa. Đó thì cái này của Du đó là dính dáng với cái sự con đường giác ngộ chỗ nào. Cái điều này nó dính dáng với con đường giác ngộ chỗ nào, phải chỉ ra, hiểu không? Đừng có nói như vậy. Mình nói như vậy đó là mình không có chỉ cho mình con đường đi ánh sáng. Mình sao quân, mình sao quân đó. Mình phải chỉ ra, hiểu không? Nghĩ giới là người. Yuli Như lên lớp hạnh phúc gia đình á, coi thì chia sẻ cái clip về cái group đó nhiều lắm á, như ở trong đó có cái clip mà Tài Lộc mới nói. Ưu tiên ưu tiên thôi mọi người ơi, có những lúc thì chưa học thuốc mà. Mới chỉ ra cái con đường thật ra cái con đường giải thoát với cổ bằng trí tuệ của Đức Phật không phải cái gì nó xa lạ, không phải cái gì nó mù mờ, nó rất đơn giản gần gũi, đơn giản giống như hơi thở, nhưng mà mình có để ý tới hay không mà thôi. Làm cái chi á, cái gì cũng nhớ, không phải làm cho mình, đừng có làm cái gì đó làm cho mình. Pháp không có vị kỷ, không có vị tha, vị pháp là cái gì cũng phải nhớ như vậy. Từng cái chuyện nhỏ nhỏ luôn, có ít lợi sửa cho chính mình, sửa cho chính mình, thấy cho chính mình,
rồi những hành động lời nói cử chỉ của chính mình á, cho nó có sự ích lợi, sống từng phút giây một, sống trong pháp, không có sống trong thế tục, thân tục đế, nhưng đường đi là siêu xuất thế gian, không có nằm trong tục đế. Nhớ, cố gắng. Có cần ghi tiếp bài không? Chúa, nghĩ sao vậy? Còn dài lắm. Còn mấy vị đó, quý vị chưa có nhu cầu nấu thì thôi. Nấu thì dễ, nhưng làm thì không dễ, là tại vì mình không làm cho nên nó không có dễ. Hiểu không? Mình phải nói nè, nấu thì dễ, làm rồi thấy nó đúng là dễ như vậy, nhưng mình làm không được. Ừ. Trời ơi, tôi sẽ Mà suy tư cuối cùng mình nói không vậy đó. Đúng rồi, tức là cái thấy dễ của mình ban đầu là do mình ngu, mình theo miệng người ta mình nói nó dễ. Cái dễ thứ hai mình làm mình thấy nó dễ thiệt, là tại vì mình làm sai á. Cái dễ thì phía sau là tại vì mình làm sai, mình làm đúng chứ nó đâu có dễ vậy đó. Nhưng mà làm không được, tức là cuối cùng kết quả nó có hành không? Không. Sai. Nó là bậy. Ừ. Thấy mà nó dễ như vậy là nó sai. Nó dễ là mình thấy dễ theo miệng chứ nè. Người ta nói dễ mình cũng ô, người ta dễ thì dễ. Không có. Ê, ồ, cái này với tôi khó. Này với tôi khó, tôi phải biết. Hiểu không? Ví dụ có cái người, người ta làm cái công việc đồng án, kẹt sau cú bận, không tránh được việc giết hại chúng sanh. Thử giữ chắc sanh thôi, dễ không? Chưa muốn giỡn. Mình có phước, cái phước của mình, cho nên bây giờ mình làm cái nghề nghiệp như thế này. Ôi, làm gì nói gì xuất sắc. Nhưng mà đâu không phải ai ta cũng rất dễ. Thấy dễ. Làm rồi thấy dễ thiệt. Nhưng mà không có được thành tựu. Không có dễ đâu. Khó lắm. Khó lắm. Tại vì á, mình nói dễ đó là những thứ mình làm được rồi. Còn những cái mà mình chưa làm được mình khó. Hiểu không? Cái người ta nói dễ đó, mình ô cái đó cũng dễ dàng. Cái xạo. Mình phải tự cây trong đầu của mình đấy. Đó, ví dụ là mình nói dễ vậy. Nhưng mà trong đầu cũng phải biết rằng giữa cái người mà người ta trong hoàn cảnh như vậy là người ta làm gì không được. Khó. Okay.
thiền định. Rồi còn ít ỏi cái gì nào nào hỏi hoặc nói đi tôi tiếp à. Không còn được. Đông chuẩn bị bật đông chung là mình phải có làm thì mình mới mạnh được, gọi là có làm thì mới có ăn. Để có làm mới được chứ mình ngồi nguyện không chứ nữa. Cái nguyện nó dùng để làm gì? Để cho mình ổn định đi trên đó mình cứ hoạt vậy thôi. Cái giá trị là gì? Cái trí tuệ là cái quan trọng. Cái trí tuệ là cái rất quan trọng. Liệt tuệ là có như tiêu tàn
trước một vấn đề nào đó mà cái người đó, chúng tranh đó không có biết cách giải quyết, trong khi nó rất là đơn giản, con gót nước mắt luôn, chúng sanh có tàn tật, tàn tật về trí tuệ, tàn tật tứ chi còn thấy được, người ta còn gắn chân tay giả chưa được, chứ tàn tật ở trong cái ý niệm còn nói dục nói làm phải cẩn thận. Xa độ là một cái thứ tàn tật nó như vậy. Ngủ gì coi em đâu có gì nó tàn tật không, u mê ám chướng vậy đó, tàn tật phải cẩn thận. Cho nên mình thấy mình nhém nhém đó rồi phải nắm đầu kéo lại, nhém nhé, nhém nhé, mình nắm đầu kéo lại, chứ không hồi là gớp á. Đường này là đường khó đi, không phải là đường dễ đi. Phải gán, chứ buông ra bao nhiêu ngàn thứ ăn chơi đủ đỡ như cái thời này. Bậy 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 luôn. Ừ, đó 500 anh em hổ hí. Ờ, như là yêu quá vậy đó, nó như là cương thi. Gắn tém lại. Người cẩn thận vậy đó, nguy hiểm lắm. Cho nên đó, ba cái hành nguyện quan trọng: ẩn sĩ, khất sĩ với tu sĩ. Ba cái sĩ đó tạo thành một bậc sa môn. Khất sĩ là đi sinh án, là người đi sinh, gọi là khất sĩ. Chúng ta có thể có được hai sĩ: ẩn sĩ và tu sĩ. Mình đâu có ôm bát đi xin ăn đâu. Thôi đừng hướng mơ như vậy. Mình chỉ có hai sĩ. Một người có ba sĩ như vậy thì gọi là mật sa môn. Có ba cái sĩ đó. Đó, nên mình có được hai cái sĩ gán giữ nha. Đứa nào có thêm cái lòng sĩ. Nhắc tới liên sĩ thế giới chú ơi, về về phổ biến lại với cái nhóm đồng hành của nó không biết cái thi ký là cái giống gì. Qua quá trình khảo sát sư sư cái gì cả. Đồng đại. Sĩ. Rồi cho đơn nha. Thì mình tích cóp từ từ. Giờ mình đã được hai môn rồi. Hai sĩ rồi. Thiên sĩ nữa là mình được qua sa môn rồi. Hả? Qua sa môn tu tập nó dễ. Còn giờ mình tu tập nó khó. Giờ mình thấy không? Bước chân nửa chân đạo nửa chân đời. Khó lắm. Khó. Phải nương qua nương lại để sống vậy đó. Nhưng phải chịu à. Phải chịu. Để phước chưa đủ. Như quý vị đó. Quý vị một số quý vị còn có được ẩn sĩ. Ví dụ quý vị cũng chưa có ẩn sĩ được. Đó. Chưa có ẩn sĩ được. Tức là mới có một sĩ thôi. Mới có tu nên có tu sửa mình thì gọi là tu sĩ. Ổng sĩ ừ đó, không có đi chơi lung tung. Không có đi chơi lung tung. Bé không có đi lung tung. Ừ, là ổng sĩ.
tao có tìm lạc hướng chỗ này chỗ kia. Ân sĩ mình cứ gán không cái việc mà mình tìm lại rồi mình thiết kế đó, mình cho ai được cái gì mình cho với lại mình sắp xếp để mình có thể dạy hỗ trợ mà thì nó cái kiểu đó. Có phải là cái cách để mà mình tích góp cái kiến thức không, tại vì chỉ có việc mà mình dạy thì nó mới biến cái mình mới nhớ mình mới nhớ. Quý vị nào mà dạy rồi là nhớ, dạy rồi là nhớ, không dạy đâu đừng đừng mới nghe mơ mông mà nhớ, học đến lọt đến mất tiêu à. Mà nhất là học bốn chợ đâu có trả bài, đâu có thi cử, đâu có học đâu, đâu có thủ. Vậy đó mà dạy nó mới lên được, mới nhớ được. Rồi nhớ rồi đó bắt đầu mới để ý được, để ý rồi mới thực hành. Bước bước từ từ, ai cũng sẽ có một phần chứng, một nhớ liêm sĩ. À, còn ai hỏi gì nữa không? Hả? Vậy vậy thật mấy bài của gì nghe.